Đây là chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, nằm ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, đang có khoảng 40% là người Việt Nam ở nước ngoài sinh sống. Theo bà Huỳnh Zini, một Việt Kiều đã có mấy chục năm định cư ở Pháp, hiện mới về mua một căn hộ trong chung cư này cho biết, những người xa quê như bà rất muốn trở về Việt Nam, mong muốn mua một căn hộ để đưa con cháu trở về với cội nguồn của bà, nay đã trở thành hiện thực. Nói thật thì tôi thấy là cái nhu cầu thì là tôi nghĩ là những người mà ở trong hoàn cảnh chúng tôi mà tới tuổi này thì ai nấy cũng muốn về Việt Nam sống. Là vì khi làm sao làm cũng mình trở về nguồn. Thành ra cái nhu cầu đó tôi nghĩ là rất là nhiều. Tại vì nói chuyện với chung quy với bạn bè thì 50% ai cũng có cái ý định đó. Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố thu hút nhiều người nước ngoài và người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài về làm việc định cư. Tuy nhiên, số lượng người sở hữu căn nhà ở Việt Nam cũng không nhiều. Qua khảo sát của công ty Savills Việt Nam, nhiều người nước ngoài và người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài cho rằng chính sách để họ được đứng tên sở hữu một căn nhà còn rất hạn chế. Đây cũng chính là rào cản để họ tiếp cận được sản phẩm nhà ở tại Việt Nam. Có một số những cái vấn đề, đặc biệt là cái vấn đề về quyền sở hữu cái bất động sản ở tại Việt Nam đối với người nước ngoài cũng như đối với Việt Kiều. Hiện nay thì còn khá nhiều những cái khó khăn để họ có thể chứng minh họ đủ điều kiện để mua nhà ở tại Việt Nam. Và nhà ở tại Việt Nam thì họ cũng chỉ được sở hữu trong vòng 50 năm. Chính vì vậy mà vẫn còn có những cái rào cản ở cái việc mà người nước ngoài cũng như Việt Kiều mua nhà. Tuy nhiên là cái nhu cầu của người nước ngoài thì cũng không thật sự là lớn lắm. Còn lại thì là cái nhu cầu từ Việt Kiều cũng tương đối lớn và cái tiềm lực của Việt Kiều của Việt Nam thì cũng rất là lớn như vậy. Thì chúng ta có hoàn toàn có thể có những cái chính sách mà tốt hơn, ưu đãi tốt hơn để có thể khai thác được cái nguồn cầu này thì cũng khá tốt cho thị trường, đặc biệt là trong cái giai đoạn hiện nay. Luật nhà ở Việt Nam đã mở rộng cho 4 đối tượng người Việt Nam định cư ở nước ngoài có cơ hội được sở hữu nhà ở trong nước, như người về đầu tư lâu dài, người có công với đất nước, các nhà văn hóa, nhà khoa học, chuyên gia về hoạt động thường xuyên và những người được phép hồi hương. Bên cạnh đó, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã về cư trú với thời hạn từ 6 tháng trở lên cũng được sở hữu một căn nhà riêng lẻ hoặc một căn hộ. Theo thống kê, hiện có khoảng 100.000 kiều bào mong muốn mua và sở hữu nhà ở trong nước. Các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục để người Việt Nam ở nước ngoài có nơi cư trú ổn định khi về nước để sinh sống, làm việc và đầu tư.